ngược chiều vun vút phần 5. Em làm bên finance. Tiếng Việt, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt. Đôi khi nghe người Việt ở tuổi phát triển sự nghiệp nói chuyện với nhau, tôi có cảm giác như tôi vẫn đang ăn trưa ở khu người Việt tại Vancouver. Em làm bên finance. Chị sẵn sàng settle down. Cái đó rất là fix. Cậu ấy rất passive. Cái background của em ấy là gì? Chị ấy hơi pessimistic. Tao có advice cho mày. Như thế là không turn around được. Phải có skill chứ. Có lẽ em sẽ làm freelance. Lương của em sẽ performance based. Cô đã nhận được passport chưa? Như vậy skill sẽ rất cao. Lớp em boring lắm. Trường đó teaching method tốt chứ. Em chưa give up đâu. Trước hết phải chia các từ tiếng Anh ghép vào thành hai loại. Loại có từ tiếng Việt thay thế và loại không. Bắt đầu với loại có. Passive là bị động. Fix là cố định. Advice là lời khuyên. Boring là chán. Teaching method là phương pháp giảng dạy. Vân vân. Ít ai có thể bảo vệ quan điểm. Skill có nghĩa là kỹ năng. Advice rõ hơn. Lời khuyên. Còn tôi thì rất tò mò muốn biết Bacardi mix với Coca khác với Bacardi pha với Coca như thế nào. Rồi đến loại netbook, loại không có lựa chọn địa phương thay thế, hoặc có nhưng đó là cụm từ vừa dài vừa mất phần ý nghĩa quan trọng. Mặc dù netbook và notebook khác nhau về mặt công nghệ, nhưng tiếng Việt chỉ có từ máy tính xách tay dùng cho cả hai. Muốn nhấn mạnh chất nét bằng tiếng Việt thì phải hít sâu vào và nói dài. Máy tính xách tay vừa nhỏ vừa rẻ, cấu hình thấp nhưng pin chạy được lâu, dùng chủ yếu để vào mạng và làm những việc không quá tốn kém về mặt. Tuy nhiên, netbook là trường hợp ngoại lệ. Đa số lần xuất hiện từ tiếng Anh trong câu nói của người Việt trẻ thì có từ tiếng Việt thay thế, giống loại, giống chức năng, giống ý nghĩa. Vậy câu hỏi tiếp theo là why? Nếu không phải để làm rõ nghĩa thì dùng những từ tiếng Anh đó để làm gì? Để làm to, để làm oách, để chứng minh rằng mình là người có hiểu biết về thế giới, khác bọn nhà quê, sự mong muốn ấy của người Việt hay đặt tên là tính xính ngoại. Điều thú vị với tôi là tính xính ngoại của người Việt có chất rất nội. Tôi thấy nhiều người chọn dùng đồ Tây, chủ yếu để được sự ngưỡng mộ của ta. Bản chất các sản phẩm nhập khẩu đó có nhiều lợi thế, nhưng nếu không ai biết mình đang dùng thì chưa chắc mình đã mua đâu. Mua chiếc bút của Thụy Sĩ không phải để ghi chữ mà để ghi điểm, đến với Tây để khoe với ta. Nếu đo nhu cầu được ngưỡng mộ của một xã hội bằng mức độ xính ngoại của xã hội đó thì nhu cầu được ngưỡng mộ của xã hội Việt Nam cao lắm. Khỏi phải nói, đó là sự ngưỡng mộ của nhau. Người Việt, đặc biệt là người Hà Nội, có vẻ rất cần tình cảm từ phía xã hội. Làm người tốt bụng hoặc thành đạt thì chưa đủ, phải được mọi người công nhận là người tốt bụng, nhất trí là người thành đạt. Nhu cầu đó không được thể hiện bằng cách thể hiện. Một lý do nữa có thể để trốn áp lực văn hóa, từ love đang rất phổ biến ở Việt Nam. Rất nhiều em đang love rất nhiều anh. Mặc dù I love you và em yêu anh cùng một giá trị cơ bản, nhưng nhiều người Việt trẻ em yêu anh bị tính tiền thuế, còn I love you được mua duty free. Tiền thuế ấy chỉ áp dụng với giao dịch trong nước, là các cảm giác ngại ngùng, gượng gạo và củ chuối mà người trẻ đành phải chịu khi dùng tiếng Việt để mô tả các feeling khó nói. Ổn định đồng nghĩa với settle down, nhưng bị tính tiền thuế là mẹ chồng. Tài chính đồng nghĩa với finance, nhưng bị tính tiền thuế là chất mơ hồ trong các hệ thống quản lý tiền tệ tại Việt Nam. Những ẩn số vàng. Trong nhiều trường hợp, việc dùng từ tiếng Anh không phải để làm rõ nghĩa mà để làm nhẹ người. Cũng có trường hợp các em du học sinh làm quen với một khái niệm bằng tiếng Anh. Lần đầu tiên họ biến khái niệm đó thành lời. Khi về Việt Nam họ không muốn làm quen lại, ví dụ từ abstract. Đó là từ các em dưới 18 tuổi, ít gặp ngoài phố. Rất có thể một em du học sinh phải ở nước ngoài mấy năm mới bắt đầu dùng nó, bắt đầu cảm nhận khái niệm sâu sắc trong ý nghĩa của nó. Khi về Việt Nam, em ấy sẽ không quay lại dùng từ trừu tượng đã dùng đâu mà quay lại. Tôi chẳng xính ngoại, chẳng trốn áp lực gì, cũng chưa đi du học ở đâu. Tôi chỉ dùng mấy từ tiếng Anh đó vì chúng nó nghe hay.
Tôi đoán đó cũng là quan điểm phổ biến. Mix tiếng Anh không vì lý do nào ngoài một cảm giác hay hay, just for fun. Tuy nhiên, nhìn kỹ vào cảm giác hay hay đó, chắc sẽ thấy nhiều cảm giác sâu sâu và sắc sắc thuộc loại vừa miêu tả trên. Thêm một lý do nữa là chơi tiếng Anh không phải vì muốn nổi bật mà vì không muốn nổi bật. Mấy anh chị trong nghề toàn nói như thế, còn tôi muốn professional giống họ. Rồi đến với lý do đơn giản nhất, ham hiểu biết. Mix tiếng Anh đơn giản vì thích học hỏi và áp dụng kiến thức mới. Có những đất nước ở châu Á như Singapore và Philippines nói tiếng Anh song song với tiếng mẹ đẻ. Cho dù có sự pha lẫn nhất định, nhưng chủ yếu đó là hai ngôn ngữ riêng biệt. Ở Việt Nam đang có nguy cơ thành hai trong một. Tiếng Vietnamese không hẳn Tây cũng không hẳn ta. Tôi không muốn tỏ ra quá bức xúc vì chuyện này. Là người nói tiếng Anh mẹ đẻ nên tôi dễ bị so sánh với nhân vật chính trong phim Avatar, người da trắng che chở dân da xanh khỏi bị nguy hiểm trước sự đe dọa xuất phát từ chính dân tộc da trắng của mình. Tôi không muốn đóng vai đó, mặc dù đọc kịch bản thấy cũng hay hay. Hơn nữa, tôi quá hiểu về sức hấp dẫn của ngôn ngữ xa lạ. Khi ngồi buôn chuyện cùng nhau, người Tây sống lâu tại Việt Nam mình hay phát ra những câu như "She's a little bit béo", "Let's go for some chân gà", "Call me back later nhé". Thậm chí lúc về Vancouver, tôi cũng thỉnh thoảng vô tình ghép vài từ tiếng Việt vào các câu tiếng Anh. "I don't know, I think she's a bit điệu". "Cái gì?" bạn tôi hỏi bằng tiếng Anh. "Xin lỗi", tôi trả lời, "thỉnh thoảng tao vẫn nghĩ bằng tiếng Việt nên các từ đó cứ rỉ xuống đầu tao ấy". "Ôi, mày biết tiếng Việt à?" "Một chút thôi". "Trời ơi, giỏi quá". Ân hận. Giờ phút này tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đang được sống nhiều cuộc sống, trọn vẹn với công việc, tình yêu và gia đình. Nói gở, dù mai tôi có chết cũng không ân hận gì vì tôi đã sống hết mình, người mẫu Vũ Thu Phương. Tôi luôn sống theo cảm xúc và tôn trọng cảm xúc của mình. Dù tôi hay có suy nghĩ về những được mất hơn thua, nhưng tôi không ân hận gì cả. Ca sĩ Quang Dũng. Quan trọng là bạn cảm thấy xấu hổ với bản thân của bạn, chứ không xấu hổ vì tác động bởi những lời nói của người xung quanh. Có một điều tôi biết nữa là tôi không bao giờ thấy ân hận vì những việc đã xảy ra. Đạo diễn Ngô Quang Hải. Cộng với ba người nổi tiếng trên, hàng nghìn người nổi tiếng khắp năm châu, từ nhà văn người Nhật Haruki Murakami, tôi không có chút ân hận nào dù là nhỏ nhất. Nếu tôi có thể lần nữa sống lại cuộc đời mình, có lẽ tôi sẽ làm đúng những điều đã làm. Đến ca sĩ người Canada Avril Lavigne, tôi không có ân hận nào bởi vì tôi không cảm thấy mình đã làm gì sai, đã nhấn mạnh với công chúng rằng họ nói không với ân hận. Khắp 6 châu, nếu gồm thuyền trưởng người Anh Robert Falcon Scott, người thứ hai đặt chân tới Nam Cực, chúng tôi đang rất yếu, việc viết lách cũng trở nên khó khăn, nhưng tôi không ân hận về chuyến đi này. Scott đã ghi vào nhật ký mấy ngày trước khi chết vì cóng và kiệt sức. Người nổi tiếng cũng chỉ là người bình thường được nhiều người biết đến, cho nên trong số người bình thường chưa được nhiều người biết đến cũng phải có nhiều người nói không với ân hận. Bỏ qua trường hợp nói dối, mặc dù không ít, những người vô ân hận đó phải có cơ sở. Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, ân hận có nghĩa là băn khoăn day dứt và tự trách mình trước việc không hay đã để xảy ra. Hẳn những người sẵn sàng thông báo không ân hận điều gì cũng sẽ sẵn sàng thừa nhận có nhiều việc không hay từng xảy ra với mình. Việc chủ yếu do hành động của mình, hành động chủ yếu do quyết định của mình, nhưng họ không tự trách mình. Có khi việc không hay đó một phần dẫn đến việc quá hay, dù tài năng đến mấy nhưng một ca sĩ chưa biết nỗi đau đớn sẽ luôn là ca sĩ bình thường và họ cảm thấy hài lòng với kết quả chung. Có khi họ còn tự hào về những việc không hay đó. Thay vì tự trách mình, họ tự bắt tay mình. Có khi họ không có thời gian tự trách mình, đang tập trung hết mình vào phía trước. Có khi nhiều thứ lắm, thế nhưng điều muốn nói ở đây là họ rất khác tôi. Tôi ân hận nhiều thứ, tôi băn khoăn lắm, day dứt quá. Nếu được sống lại sẽ làm nhiều thứ rất khác. Từ lúc có ý thức về bản thân, tôi đã làm quá nhiều người thất vọng, làm hỏng quá nhiều việc lẽ ra có kết thúc tốt đẹp.
Thành công tôi cũng có, nhưng nếu thất bại đúng là mẹ thành công, thì tôi sẵn sàng đá vài đứa khỏi nhà để không còn phải sống cùng với bà mẹ chúng nó. Có lẽ vì thế nên tôi sợ người không ân hận gì, bởi tôi không hiểu họ. Cảm giác ân hận là một phần của tôi. Tôi chấp nhận sống cùng với nó cho đến khi không còn tôi và không còn nó. Tôi chán nó, tôi biết nó đang ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống hiện tại. Tôi cười mỉm khi bạn bè đặt câu hỏi về quan hệ giữa tôi và nó, nhưng tôi vẫn về ngủ với nó. Vì thế, vì tôi không thể tỉnh táo mà bỏ, nên tôi nhìn những người đã bỏ rồi như là con nghiện đang phê ma túy và tôi sợ. Nhìn thẳng vào mắt một nữ sinh đang khóc vì thi trượt đại học khi chỉ thiếu có nửa điểm, dễ hơn nhìn thẳng vào mắt một thằng đang phê heroin. Chọn đời tôi chỉ lo chết đói. Như thế bảo còn nghĩ đến cái to tát làm sao được. Nguyện vọng của tôi ấy là làm thế nào cho vợ có tiền đong gạo, mua được mắm và mua 3 xu thuốc chốc đầu của bà lang lùn về cho con. Không có mộng, nói vậy sợ hơi quá quắt. Thật ra tôi cũng có chút mộng văn chương, nhưng cái mộng ấy cũng hơi khỉ khỉ. Tôi cũng muốn vừa có thể phụng sự nghệ thuật, lại vừa có thể kiếm tiền nuôi cả nhà. Nghĩa là tôi ham viết lắm. Nhưng giả thử viết mà không được một đồng xu nhỏ thì có lẽ tôi cũng ham vừa vừa thôi. Giọng nam cao không khó nhận ra. Trong đoạn tâm sự này, trong những chuyện không muốn nói, tôi thích nhất câu nhưng cái mộng ấy cũng hơi khỉ khỉ. Đọc xong tôi có cảm giác nam cao nghĩ mình hy sinh quá nhiều vì cái mộng khỉ khỉ đó. Nếu được sống lại trong thời buổi phát triển này, ông sẽ rút kinh nghiệm và nằm võng nhiều hơn. Có chút siro ân hận nhỏ giọt từ các dòng chữ ấy, chút mồ hôi của một con người như tôi. Đọc bài này chắc sẽ có người nghĩ tôi tự hào thái quá về khả năng ân hận của mình. Có lẽ họ sẽ tung những suy nghĩ đó lên các diễn đàn online khiến tôi sẽ đập đầu vào tường vì cho phép xuất bản một bài viết vị kỷ như thế này, rồi soi gương và cười tự hào khi thấy máu chảy đầy mũi. Nhưng tôi chọn trích đoạn khỉ khỉ trên vì trong đó nhắc đến một điều lớn hơn nam cao, lớn hơn tôi và lớn hơn người mẫu Vũ Thu Phương. Nếu đặt sự thành công trên hết thì không có giá nào quá cao phải trả cho việc phụng sự nghệ thuật. Nhưng nếu đặt sự thoải mái lên trên hết thì có giá quá cao. Nói theo kiểu Việt Nam, xin xuyên tạc một chút. Nếu đặt trắng tựa bông lên trên hết thì không nên tiếc việc giã gạo, thậm chí nên tự hào. Nhưng nếu đặt sức khỏe của người giã gạo lên trên hết thì có lúc nên tiếc. Bởi vì rất khó biết mình sẽ mang cái nào tới kiếp sau, một bát gạo trắng như bông hay một cơ thể kiệt sức. Sóng thần. Hôm trước trốn rét ở Vũng Tàu, tôi thấy có một tấm biển lạ. Khi có cảnh báo sóng thần, chạy theo đường La Văn Cầu cách bờ 1.000m. Vũng Tàu là địa điểm du lịch, tuy nhiên và tất nhiên ít du khách biết đường La Văn Cầu nằm ở đâu. Đường khó tìm một chút, còn lúc sóng thần ập đến cũng không phải thời điểm thuận lợi để hỏi xe ôm. Nếu có sóng thần ập đến thật, có cảnh báo khẩn cấp thật, thì du khách có thể chạy theo đường nào cũng được, miễn là chạy nhanh và chạy xa và đừng chạy về phía sóng thần. Nhiều khi xã hội thích phức tạp hóa vấn đề, bỏ qua các phương án tự nhiên để đến với các phương án luẩn quẩn, ngoan ngoèo, nhân tạo, giả vờ không có áp lực về khả năng, giả vờ không có áp lực về thời gian. Thêm vào đó, có một thực tế ít người sẵn sàng chấp nhận vì triết lý quá, vì dạy đời quá, không chọn con đường nào cũng là một lựa chọn. Nhiều người đến tuổi rồi, khi sóng thần ế ập vào thì cố tìm đường La Văn Cầu là đường chuẩn, là đường xã hội bảo mình nên chạy theo. Anh Cầu ơi, anh đang ở đâu thế? Rồi họ chết, tiếc quá. Nếu lúc nghe thấy tiếng cảnh báo, họ chọn bất cứ đường nào đi vào nội địa và chạy, thì giờ họ vẫn còn sống. Bệnh Kichi Kichi. Nếu bạn ra trường mấy năm, có cuộc sống ổn định, có thu nhập tương đối và lúc nào cũng cảm thấy buồn vu vơ thì rất có thể bạn đang bị bệnh Kichi Kichi. Bệnh Kichi Kichi nguy hiểm hơn cả viêm não Nhật Bản.
cũng như tất cả các căn bệnh khác lây từ xứ sở mặt trời mọc, xứ sở mặt trời lặn và các xứ sở mặt trời tạm ngưng ở giữa. Dạo này, báo chí hay nhắc đến các loại bệnh của người giàu như đái đường, béo phì, chứng loãng xương, không còn chết vì đói thì chết vì no, không còn chết bởi bệnh chữa được bằng tiền thì chết bởi bệnh mắc phải vì tiền. Kichi Kichi là tên một chuỗi nhà hàng lẩu băng truyền. Khách ngồi ở bàn xếp ngang như quán bar, chọn nước lẩu, mỗi người một nồi nhỏ, rồi giải băng truyền chuyển động mang theo hàng trăm món thức ăn đa dạng, thịt, cá, tôm, rau, nấm. Nhiều sự lựa chọn nên khách rơi vào tình trạng chờ mãi món tiếp theo. Đĩa rau kia nhìn ngon, nhưng biết đâu sắp có loại rau ngon hơn. Không gian trong bụng có hạn, xúc xích kia có vẻ thơm, nhưng biết đâu sắp có món nào còn thơm hơn. Ôi thịt cá kia, có phải cá hồi không? Chưa kịp nhìn thì đã bơi qua. Tiếp theo và tiếp theo. Cuối cùng khi các món đã chạy một vòng dài, khách quyết định món xúc xích ấy là món ăn hấp dẫn nhất. Vậy khách chờ băng chuyền chạy thêm một vòng dài, nhưng tiếc quá đĩa xúc xích không còn, bị thằng khác lấy mất. Người Việt Nam có câu lắm mối tối nằm không, tiếng Anh có câu tê liệt bởi lựa chọn, paralyzed by choice. Tôi thấy cuộc sống hiện đại đang bị kichi kichi hóa, càng nhiều sự lựa chọn, càng nhiều người nằm không, nằm tê liệt. Bệnh kichi kichi là bệnh tâm lý của người giàu, giàu tiền, giàu lựa chọn, giàu cả hai, và giàu thời gian. Nguyên nhân thì rõ ràng, triệu chứng và dấu hiệu cũng rõ ràng, bị ế, bị ly dị, bị trầm cảm, nhưng phương pháp điều trị chưa rõ ràng lắm, vậy tôi sẽ nói. Muốn khỏi bệnh kichi kichi phải uống thuốc Tadifortin. Phở Thìn Bờ Hồ là một trong những quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội, quán hoạt động lâu năm ngay cạnh bờ hồ và chỉ có một lựa chọn chính là phở. Tất nhiên có vài lựa chọn phụ nhưng chưa đủ làm ai tê liệt. Sau vài tuần uống thuốc Tadifortin, sức khỏe của mình sẽ quay trở lại bình thường. Khi không còn lo về việc chọn món thì mình sẽ bắt đầu lo về những việc tiếp theo, ăn xong đi đâu làm gì. Khi không còn lo về bụng mình thì mình sẽ bắt đầu lo về bụng người khác, mình sẽ khỏe, mình sẽ không còn bị thôi miên bởi băng truyền kỳ diệu đó. Tuy nhiên thuốc Tadifortin không có tác dụng khi điều trị bệnh kichi kichi mãn tính. Các trường hợp bình thường thì điều trị tốt, cũng như một số trường hợp cấp tính trong lứa bệnh nhân 20-25 tuổi. Nhưng khi bệnh trở nên mãn tính thì thuốc Tadifortin sẽ mất tác dụng, không khác gì uống phấn với đường. Nếu bị kichi kichi mãn tính, có nghĩa là bệnh nhân đã bị băng truyền kỳ diệu đó thôi miên trong thời gian dài, giờ không còn trẻ, không còn đẹp, không còn ổn định về mặt tâm lý. Băng truyền của thời gian sẽ không quay trở lại. Khi thực sự cảm nhận được điều đó, cơ thể bệnh nhân sẽ bị rối loạn, sản xuất một loại hormone làm vô tác dụng các thành phần thuốc Tadifortin. Thậm chí, bệnh nhân có thể bị dị ứng luôn. Hệ thống miễn dịch tưởng nhầm đó là chất xâm phạm. Bệnh kichi kichi mãn tính không chữa được. Thường các bệnh nhân chỉ còn cách là phải mở nhà hàng lẩu băng truyền của riêng mình. Giống trường hợp các em buôn hương bán phấn, khi lên 40 tuổi và hết đường làm ăn cũ thì phải mở nhà nghỉ thành má mì. Những má mì lẩu băng truyền này sẽ khó tìm được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng vì được điều khiển chính hệ thống đã làm hỏng mình thời xưa mà không còn bị hệ thống đó thôi miên nữa, có lẽ họ sẽ tìm được một kiểu hạnh phúc nào đó. Sao bằng sao băng. Ngồi ngắm mưa sao băng, cảm giác mình thật nhỏ bé. Những quyết định lớn nhất trong đời của một người đàn ông chẳng phải là cái gì so với màn biểu diễn đang được thực hiện trên trời xa. Tôi lấy vợ hay không, ngôi sao vẫn lấp lánh, băng vẫn rơi thành mưa, mưa vẫn rơi thành sông. Tuy nhiên đầu óc của người đàn ông không thiết kế để cảm nhận hoặc chấp nhận những điều lớn lao nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Và sáng hôm sau, tôi lại nghĩ đến việc quan trọng nhất trong cả vũ trụ là tôi phải lấy vợ. Cảm giác mình thật to lớn. Ít ra các trận mưa sao băng trước đây kết thúc như vậy. Buổi tối đặt câu hỏi về xã hội, buổi sáng đặt niềm tin. Buổi tối mở rộng, buổi sáng co lại, quay lại với cuộc sống, với công việc, với những điều mình có thể kiểm soát, với mình. Nhưng dạo này đầu óc đang hoạt động khác với bản thiết kế. Cảm giác mình thật nhỏ bé kéo dài đến tận sáng hôm sau. Lấy vợ làm gì? Tôi tự hỏi trước khi đi ngủ. Lấy vợ làm gì? Tôi tự hỏi sau khi ngủ dậy. Ngôi sao vẫn lấp lánh.
Tôi hay bị các anh taxi bắt chuyện. Thường đó sẽ là lần đầu tiên họ gặp một người Tây nói tiếng Việt tốt. Nhưng đó sẽ là lần thứ N tôi gặp một anh taxi đang gặp một người Tây nói tiếng Việt tốt. Kết quả là nhiều câu hỏi nhiệt tình và nhiều câu trả lời mệt mỏi. Anh là người nước nào? Anh ở Việt Nam bao năm? Anh một năm về nước mấy lần? Anh thấy con gái Việt Nam có xinh không? Dù biết là sự quan tâm nhưng tôi vẫn thấy chán. Thế là tôi nghịch, thế là tôi cãi. Canada. Người Canada hả? Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi? Mình sinh năm 78. Thế anh đã có gia đình chưa? Chưa. Chưa có à? Thế bao giờ anh định lấy vợ? Tại sao tôi lại phải lấy vợ? Tôi chẳng thấy có lý do gì mà đàn ông phải lấy vợ. Toàn là áp lực vớ vẩn không đâu vào đâu. Anh taxi im lặng một lát. Phải lấy vợ chứ? Phải lấy vợ chứ? Tất cả những điều anh ấy muốn nói nằm ở chữ chứ đó. Tôi thấy có một số chữ đặt ở một số vị trí bao gồm hết các nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Nếu thực sự hiểu chữ chứ đặt ở vị trí đó, nói với giọng đó thì mình cũng sẽ hiểu văn hóa Việt Nam. Có khi do tôi tiếp cận với văn hóa Việt Nam lúc 25 tuổi và với văn hóa mẹ đẻ ổn định trong lòng nên tôi hay để ý đến các chữ chứ đó. Khi lớn lên trong một văn hóa thì xung quanh mình là các thân cây của văn hóa đó. Nhưng khi tiếp cận với một văn hóa khi đã lớn rồi thì mình có thể đứng trên núi xa là văn hóa mẹ đẻ, nhìn toàn bộ cả rừng, các cây cao nhất mình nhận ra ngay. Hãy nhìn chữ chứ đó. Hãy phát âm nó với giọng một anh taxi vui tính. Hãy cảm nhận hương vị của nó, chấm nước mắm và ăn từ từ. Phải lấy vợ chứ? Chứ, nếu không sẽ không hạnh phúc. Đó là điểm xuất phát của một con đường phân tích đi mãi quanh bờ ao nhà mình. Hạnh phúc là có vợ là có con là có người thắp hương. Vì sao thế? Tôi hỏi anh taxi. Liệu ý nghĩa cuộc sống xuất phát từ cảm giác mình đang thực hiện tốt công việc xã hội giao cho? Hạnh phúc không phải mình yêu vợ mà xã hội yêu mình. Ồ mà phải lấy vợ chứ, anh taxi nói. Vì sao thế? Tôi hỏi lại. Vì sao tôi phải sống cả đời cùng một người phụ nữ duy nhất? Anh biết không, có một dân tộc ở Trung Quốc, trong ngôn ngữ của họ không có từ vợ, cũng không có từ bố luôn. Mỗi gia đình gồm một người mẹ với các con trai yêu ai cũng được. Miễn là buổi tối về nhà với mẹ, đến tận già vẫn phải về nhà với mẹ. Còn các con gái khi tự dưng có thai phải ra ở riêng, lập gia đình mới. Dân tộc đó sống như thế cả mấy nghìn năm trời, họ có thiệt thòi không? Không sao, anh taxi vui lên. Ở Việt Nam yêu đương thoải mái, phải giấu vợ thôi. Anh ấy hiểu ý tôi là muốn kéo dài giai đoạn gái gú lâu nhất có thể. Không phải đặt câu hỏi về giá trị cuộc sống vợ chồng mà đặt phòng ở nhà nghỉ. Vậy tôi dừng lại. Chữ chứ đó sẽ luôn kéo anh ấy về cuộc sống quen thuộc. Mà biết đâu đó là điều tốt. Nhưng văn hóa nào cũng có một số ít người càng lớn lên càng đặt câu hỏi về các chữ chứ đó. Không phải các chữ chứ của riêng văn hóa mẹ đẻ mà của các văn hóa nói chung của đời. Một số ít người càng già càng hay nhìn lên bầu trời đêm. Ai Việt Nam hơn ai? Gần đây có hai người mở cuộc tranh luận sôi nổi nhằm mục đích trả lời câu hỏi ai Việt Nam hơn ai. Hai người đó là tôi, một anh gốc Tây biết tiếng Việt và nghiên cứu lâu năm về văn hóa Việt Nam, và bạn tôi, một chị gốc Việt nhưng chưa biết tiếng Việt, chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với cộng đồng người Việt lớn. Ai Việt Nam hơn? Không phải theo ý nghĩa vui vẻ mà người Việt hay dùng để trêu người Tây. Anh Châu giỏi quá, sắp trở thành người Việt Nam rồi. Mà theo ý nghĩa sâu sắc nhất, gần nhất với sự thiêng liêng của cụm từ người Việt Nam. Khi tranh luận, phải chọn quan điểm rõ ràng để bảo vệ. Tao Việt Nam hơn hẳn. Tôi chọn quan điểm rõ ràng nhất có thể. Mày được cái là dòng giống máu Việt, nhưng máu chỉ chuyển oxy thôi, không chuyển văn hóa đâu. Rồi tôi kể chuyện về người Nhật. Mặc dù dân số Nhật ngày càng giảm đi, nhưng chính phủ vẫn không cho phép người nước ngoài nhập quốc tịch. Người nước ngoài không có dòng máu Nhật, các bác bên cục xuất nhập cảnh lý giải. Quốc tịch và dòng máu là một. Ngoài một số trường hợp đặc biệt, một số người ghi quốc tịch Nhật trên hộ chiếu phải mang dòng máu Nhật trong huyết quản. Có nhiều gia đình Nhật
định cư tại Brazil vào giữa thế kỷ 20? Hay là mời họ về? Các bác bên cục xuất nhập cảnh âm thầm hỏi nhau, họ có dòng máu Nhật sẽ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại Nhật. Cuối cùng hơn 300.000 người Brazil gốc Nhật nhận lời về quê khiến các bác rất sốc. Sốc vì cho dù có máu Nhật, họ không hòa nhập với cuộc sống ở Nhật, không biết tiếng, không biết cúi chào, không biết cách tiếp xúc với xã hội. Họ nhảy nhót ở bãi biển, nói to ở quán trà, phạm tội và không nghe lời công an. Cuối cùng, chính phủ Nhật thông báo sẽ tặng vé máy bay và hỗ trợ số tiền lớn để người nào muốn về có thể về Brazil ngay. Tôi xào nấu một chút, nhưng đó là chuyện có thật. Một diễn biến làm xôn xao xã hội Nhật Bản vào cuối thế kỷ 20. Bạn gốc Việt đó không thích món xào nấu của tôi. Tao hiểu ý mày rồi, nhưng việc hòa nhập với xã hội và việc giữ bản sắc dân tộc là hai việc khác nhau. Mặc dù tao lớn lên ở bên kia, nhưng bố mẹ tao vẫn dạy tao theo kiểu Việt Nam. Có khi tao không biết tiếng Việt, không biết đám ma truyền thống tổ chức như thế nào, nhưng trong lòng tao vẫn thấy mình là người Việt. Đó là cảm giác sâu trong lòng, không phải cảm giác ghép vào lòng như của mày đâu. Bạn ấy cầm sợi tóc màu đen lên xăm soi một lúc, tiếp tục nói. Với lại người Việt hay phân biệt, mày về quê tao nói xin chào, mọi người háo hức lắm. Còn tao về quê nói câu dài thì mọi người cười vì tao phát âm lơ lớ. Mọi người biết tao lớn lên ở bên kia, biết bố mẹ tao định cư từ lâu, không nói được tiếng Việt ở nhà. Họ biết tao không có nhiều cơ hội tập tiếng Việt trước khi sang đây năm ngoái, nhưng họ vẫn cứ nghĩ tao phải nói chuẩn, mày có biết vì sao không? Tôi lắc đầu, bạn ấy lè lưỡi. Vì cái này, bạn ấy nói ngọng nghịu như đang khám răng. Tôi nhìn quanh nhà hàng, bạn thụt lưỡi vào. Họ thực sự nghĩ cái lưỡi của tao thích hợp với tiếng Việt. Cái lưỡi của mày thiết kế để nói tiếng Anh. Nó liếm được vài nguyên âm tiếng Việt thì họ mừng lắm rồi. Còn cái lưỡi của tao thiết kế để nói tiếng của họ, nó không liếm được các âm thanh đơn giản nhất thì nói chung mọi người thực sự nghĩ tao chỉ cần mấy tháng là sẽ nói tốt, còn mày ở đây cả mấy năm trời chỉ nói được vài câu thành ngữ là siêu lắm rồi. Tôi cầm ly trà, chờ bạn ấy nói nốt. Đa phần người nông thôn nghĩ như thế mày ạ, mà đa phần người Việt là người nông thôn. Người cuối cùng quyết định cụm từ người Việt Nam nghĩa là gì? Chính là người nông thôn đó. Là các anh chị ở quê bỏ qua khả năng giao tiếp, thậm chí bỏ qua chuyện giáo dục trong nhà. Rõ ràng tao Việt Nam hơn mày vì tao có dòng máu Việt trong mạch, và đó là tiêu chuẩn quan trọng nhất do chính người Việt đặt ra. Tôi chưa chắc người ở quê nghĩ như vậy, nhưng tôi công nhận bạn ấy nói có lý. Năm trước tôi xem cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt trên truyền hình, thấy có mấy thí sinh chưa biết tiếng Việt, chưa hiểu lắm về văn hóa. Tôi so sánh họ với mấy cô bạn của tôi là người da trắng giỏi tiếng Việt, hiểu văn hóa. Mặc dù rất xinh, số đo chuẩn, nhưng mấy bạn ấy chắc khó tham gia cuộc thi đó. Hình như đại diện của phụ nữ Việt Nam khắp Nam Châu không cần giành tiếng Việt, không cần am hiểu văn hóa Việt Nam, cũng không cần có quốc tịch Việt Nam, nhưng phải có da. Đúng thế, bạn của tôi nói. Hóa ra tôi vừa nghĩ vừa nói. Miss Canada là người da trắng, da vàng hay da đen không ai nghĩ gì. Đẹp là đẹp, nhưng Miss Việt Nam phải là người da vàng. Nếu không vàng hẳn thì ít nhất là phải vàng vàng một chút. Tôi nhìn ra cửa sổ. Thôi tạm thời bỏ qua chuyện ai quyết định cụm từ người Việt Nam nghĩa là gì. Tôi nói, chuyện đó cãi sau, bao giờ tao... Tranh luận sau, bạn tôi cười. Chuyện đó tranh luận sau, bây giờ tao muốn quay lại chuyện giáo dục trong nhà và cảm giác trong lòng. Mày có biết Bác Thiên không? Biết. Bố mẹ của mày là người Việt, hai bác định cư từ lâu nhưng vẫn dạy mày theo cách của Việt Nam. Nhưng Park là con nuôi, bố mẹ là người Tây, cộng đồng xung quanh cũng toàn là người Tây luôn. Mày có coi Park là người Việt Nam không? Dĩ nhiên Park có dòng máu Việt, nhưng các yếu tố văn hóa ấy hầu như không có hết. Bạn của tôi nghĩ một lúc rồi nói, không. Nếu mày nói đúng và môi trường của Park thực sự thiếu những yếu tố văn hóa, thì tao không coi nó là người Việt. Thế thì mày coi... Tôi định đặt trường hợp ngược lại thì bạn ấy ngắt lời tôi. Nhưng có một điều lạ, đó là tao rất muốn coi nó là đứa Việt Nam. Sao hả mày? Tức là chắc mày biết chuyện báo chí Việt Nam hay nhận người gốc Việt phải không? Nếu có một người gốc Việt nhưng không có họ hàng Việt Nam,
không biết tiếng Việt, không rành văn hóa, không có sự liên quan tới đất nước mày hơn một du khách mới sang, giành giải Nobel, thì tao chắc là báo chí Việt Nam sẽ nhận người đó là người Việt. Báo chí Tây thì khác, báo chí Anh không nhận người Úc gốc Anh như vậy. Báo chí Pháp cũng không nhận người Canada gốc Pháp. Nếu người giành giải Nobel là người gốc Anh nhưng sinh ra và lớn lên tại Úc thì báo chí Anh không nhún nhảy nhiều đâu. Đó là đặt quá nhiều áp lực vào từ gốc. Còn tao hơi giống báo chí Việt Nam, mày ạ. Tao rất muốn nhận Park Thiên là thằng Việt Nam. Khó nói. Tôi cũng không biết nói gì về vấn đề đó, thế là tôi quay lại vấn đề trước. Ví dụ Phước Sang và Kim Thư nhận con nuôi ở Thái chẳng hạn. Cháu lớn lên tại Việt Nam, xung quanh toàn là con người và văn hóa Việt Nam. Nếu thế thì mày có coi nó là người Việt không? Bạn tôi cười. Câu hỏi át chủ bài hả? Gọi là con heo. Là sao? Mày có biết chơi tiến lên không? Cái gì? Thôi cứ trả lời câu hỏi của tao đi. Bạn tôi cười tiếp. Nói thật với mày, tao sẽ coi nó là người Việt. Thế thì hơi mâu thuẫn nhỉ? Lần này tôi cười. Nếu mày coi con nuôi của Phước Sang và Kim Thư là người Việt thì rõ ràng văn hóa thắng dòng máu, mày phải xem lại quan điểm của mình. Bạn ấy cười to hơn. Thực chất người Thái có dòng máu hơi giống của người Việt. Nhìn từ xa khó mà biết thằng nào là thằng cà ri xanh, thằng nào là thằng phở xào bò. Nếu mày nói Phước Sang và Kim Thư nhận con nuôi ở Nga thì chắc tao phải suy nghĩ lâu hơn mới trả lời câu hỏi của mày. Rồi hai người ngồi trong im lặng, quên mất chưa trả lời câu hỏi ai Việt Nam hơn ai. Cảm ơn xì căng đan. Trong thế giới showbiz luôn có những vòng luẩn quẩn. Sao có hành động thiếu văn hóa? Báo có bài về sao có hành động thiếu văn hóa? Đông độc giả vào xem ảnh, tất nhiên có JPEG. Xem clip, tất nhiên có link. Đọc lời giải thích của sao, tất nhiên không có ngữ cảnh. Rồi bình luận, thật là một hành động thiếu văn hóa. Bài thành hot, trang báo nhận tiền của công ty quảng cáo, tính theo số lần truy cập. Sao lên báo tiếp, lần này để xin lỗi. Độc giả phản đối tiếp, PR thôi. Bài xin lỗi thành hot, trang báo lại nhận tiền của công ty quảng cáo. Ai cũng được lợi. Sao được nổi, trang báo được tiền. Độc giả được cảm giác mình đang bảo vệ văn hóa dân tộc bằng cách phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Lợi cả ngã ba. Thật sự là chúng ta cần xì căng đan. Chúng ta cần được ăn, cần được yêu, cần bị sốc. Tôi có thể giả vờ là người không cần biết về sự đổ vỡ đột ngột của người khác. Nhưng nếu có người nói với tôi, chết thật, anh biết gì về xì căng đan mới chưa? Thì tôi sẽ tò mò, tôi cần biết. Ai cũng cần biết xì căng đan mới là xì căng đan gì. Người quan tâm đến phim cần biết diễn viên vừa bị bắt vì sử dụng ma túy là anh nào. Người quan tâm đến khoa học cần biết giáo sư vừa bị phát hiện giả mạo kết quả nghiên cứu là ông nào. Người quan tâm đến sex cần biết ca sĩ trẻ vừa lộ clip nóng là em nào. Chúng ta phản đối bằng miệng nhưng ủng hộ bằng thời gian, bằng không gian, bằng tiền. Đằng sau sự ủng hộ đó là gì? Tôi nghĩ câu trả lời nằm ở quá trình tiến hóa. Tính từ thời nguyên thủy, những văn hóa mê xì căng đan phát triển mạnh, còn những văn hóa chẳng quan tâm bị tuyệt chủng. Tôi đoán như vậy bởi trong sự phát triển văn hóa không có khía cạnh nào là tự nhiên xuất hiện, tất cả đều có tác dụng. Vai trò các cơ quan trong cơ thể rất dễ xác định. Cơ quan thị giác là để nhìn, cơ quan sinh sản là để duy trì nòi giống. Vai trò các khía cạnh văn hóa khó xác định hơn. Nếu không có cơ quan sinh sản thì nhân loại sẽ bị tuyệt chủng. Nhưng nếu không có sở thích biết về xì căng đan thì sao? Nhân loại sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Sở thích đó có lợi ích thế nào đối với xã hội chung? Thứ nhất, nó giúp xã hội đoàn kết. Số đông cầm tay nhau chửi số ít. Từ việc đó, số đông sẽ cảm thấy gần gũi nhau hơn. Văn hóa nào cũng phải có sự đoàn kết như vậy mới tồn tại lâu. Thứ hai, nó giúp chúng ta rút kinh nghiệm một cách an toàn. Trong các vụ ngộ độc thực phẩm, một công ty bị ném đá và hàng trăm công ty khác âm thầm rút kinh nghiệm. Chết một, cứu nhiều. Một người trẻ lộ clip nóng quay bằng máy điện thoại thì hàng trăm người trẻ khác nhanh tay cầm máy mình xóa hết. Thứ ba, nó giúp chúng ta định nghĩa văn hóa. Nhiều khi đặt định nghĩa văn hóa dựa trên cái có khó hơn định nghĩa dựa trên cái không có, cái không phù hợp, cái trái ngược, cái sai. Nói người Canada khác người Mỹ thì dễ, nhưng nói người Canada cụ thể là như thế nào mà không nhắc đến văn hóa thứ hai thì khó.
Chính vì thế nên các hành động thiếu văn hóa bao giờ cũng tốn nhiều mực hơn các hành động thừa. Qua những điều không hợp được phổ biến hóa mỗi lần có xì căng đan, chúng ta hiểu rõ hơn chúng ta là ai. Thứ tư, nó giúp xã hội phát triển. Ngày xưa chuyện một em Việt yêu một anh Tây chắc gây xì căng đan lớn. Cả chợ đều buôn về chuyện con Huyền đi với thằng Henry. Không hiểu cô này là ai và ý thức ở đâu. Nhưng xì căng đan Huyền Henry mở cửa cho một cuộc tranh luận sôi nổi. Cứ 10 người phản đối sẽ có một người đứng lên hỏi: "Nhưng mọi người ơi, tại sao yêu người nước ngoài là không tốt?" Không có người phản đối thì không có người hỏi. Kêu đói lúc mọi người đang ngồi im thì vô duyên, nhưng kêu đói lúc mọi người đang kêu no thì được. Trong các trường hợp đó, người phản đối vô tình mở cửa cho người ủng hộ, vô tình cho người ủng hộ một sân khấu để đứng lên và trình bày. Giúp mọi người đoàn kết, sống an toàn, định nghĩa và phát triển văn hóa, có lẽ chúng ta nên cảm ơn xì căng đan. Cả năm chúng ta chửi mắng nó, cả bản chất lẫn người dính. Làm như vậy là không công bằng. Hôm nay chúng ta nên cảm ơn xì căng đan một câu, suy nghĩ về giá trị của nó, rồi sáng mai quên đi và nhiệt tình chửi tiếp. Bổ đề cơ bản. Vừa rồi báo chí kể nhiều về giáo sư Ngô Bảo Châu, bố mẹ anh làm gì, trước đây anh học ở đâu, thích gì, muốn gì, được gì. Anh đã nhận được giải thưởng Fields ở thành phố nào, được người nào trao tặng huy chương. Thậm chí các báo đăng thông tin công trình nghiên cứu của anh dày 169 trang, tận 169 trang cơ. Nhà xuất bản tên gì, trụ sở ở đâu. Nhưng báo chí ít nhắc đến công việc cụ thể mà anh ấy đã làm, lý do khiến anh ấy nhận giải thưởng Fields. Nói chung anh ấy giỏi toán là khái niệm sơ sơ của đa số tác giả viết bài. Ngô Bảo Châu đã chứng minh được bổ đề cơ bản. Thế thì mừng quá, nhưng bổ đề cơ bản là gì và vì sao lại phải chứng minh nó? Tôi nghĩ các vấn đề khoa học có thể được thể hiện bằng lối viết hấp dẫn nếu tác giả bỏ chút thời gian nghiên cứu. Đằng sau mọi thành đạt trong khoa học thường là câu chuyện thú vị, và đằng sau sự thành đạt của Ngô Bảo Châu là câu chuyện thú vị lắm. Ngày xưa, các nhà toán học công bố hai lý thuyết lớn, lý thuyết số học và lý thuyết nhóm, Number Theory, Group Theory. Bản chất sâu sắc của hai lý thuyết này không quá quan trọng ở đây. Điều nên nhớ là hai lý thuyết A đặc biệt lớn và B nhìn từ xa có vẻ riêng biệt với nhau như là hai cành cây. Cách đây khoảng 30 năm, một nhà toán học người Canada tên là Robert Langlands viết bài cho rằng hai lý thuyết ấy có sự liên quan đa dạng, không riêng biệt nhau như nhiều người nghĩ mà đi với nhau như mây và mưa. Quan điểm của Robert khiến nhiều nhà toán học há hốc mồm. Nó khiến chính cái mồm của Robert há hốc ra khi ông phát hiện sẽ mất mấy thế hệ để chứng minh sự liên quan đa dạng đó. Nhưng bước đầu tiên sẽ tương đối đơn giản, Robert tự tin nói với đồng nghiệp. Bước đầu tiên ấy, Robert đặt tên là Fundamental Lemma. Đó chính là bổ đề cơ bản mà người Việt nghe kể nhiều thời gian vừa qua. Robert tựa như đang đứng trên đảo nhỏ, nhìn về phía đông là con tàu lớn, nhìn về phía tây cũng là con tàu lớn, hai con tàu không có người lái trôi nổi trên mặt biển. Mặc dù không nhìn được rõ, Robert vẫn cho rằng hai con tàu đó có nhiều điểm chung, có khi đóng từ cùng loại thép. Có khi lúc bánh lái của tàu đông hướng về phía tay phải thì bánh lái của tàu tây tự động hướng về phía tay trái. Khỏi phải nói hai con tàu đó là Number Theory và Group Theory. Với ông Robert, việc chứng minh bổ đề cơ bản có thể so sánh với việc ném hai sợi dây móc sang hai con tàu. Làm xong việc đó, các nhà toán học khỏe mạnh có thể đứng trên đảo Robert, cầm dây và kéo hai con tàu lên bờ. Khi đó mới nghiên cứu kỹ, phát hiện điểm chung. Robert nghĩ việc nghiên cứu đó sẽ mất mấy thế hệ, nhưng vụ ném dây thì không, một năm, hai năm, thế thôi. Robert đã nhầm, hóa ra việc ném dây khó lắm. Robert cùng một số sinh viên của ông ném thử nhiều lần, lần nào cũng thất bại. Họ chỉ biết ném gần bằng dây mảnh, chứ ném chính xác bằng dây chất lượng gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Đảo Robert trở nên nổi tiếng, trong suốt 30 năm nhiều nhà toán học giỏi bơi sang và ném thử.
ai cũng lau mồ hôi, kêu khổ. Nhiều nhà toán học trên đất liền chuẩn bị các công cụ để kiểm tra hai con tàu lúc được kéo về bờ. Họ sản xuất máy kiểm tra sơn, lập trình phần mềm phân tích chân vịt, thậm chí có người tập cách đứng trên boong tàu để không bị say sóng. Nhưng toàn bộ sự nỗ lực đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có người biết ném dây và ngoắc móc. Xuất hiện anh Ngô Bảo Châu, tiếng kèn trumpet. Nghe nhiều người kể về đảo Robert, anh ấy cởi áo bơi sang xin phép ném thử. Thử đi, các nhà toán học giỏi nhất thế giới động viên. Thử xong ngồi uống trà đá với bọn mình nhé. Anh Châu ném thử, ném rất mạnh, dùng dây loại chất lượng nhất. Các nhà toán học đứng lên, cốc trà đá rơi xuống. Cách ném của anh Châu rất lạ, anh dùng kỹ thuật đặc biệt mà mọi người chưa từng thấy. Chứng minh bổ đề cơ bản là một trong những thành tựu lớn nhất của ngành toán học hiện đại, được tạp chí Time xếp vào danh sách Top 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009. Vì Ngô Bảo Châu hoàn thành xong công việc của mình, nên hàng trăm nhà toán học khác có thể bắt đầu hoàn thành công việc của họ, tự tin vào cuộc dựa trên nền tảng vững chắc. Cả Việt Nam nên rất tự hào về anh hùng ném dây tên Ngô Bảo Châu.